Từ sáng sớm ngày 22 tháng 8, nhiều người dân Quảng Ngãi đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đà Nẵng đã có mặt tại quảng trường 2 tháng 9 để chờ được lên chuyến xe trở về quê. Tính đến ngày 21 tháng 8, có khoảng 730 người dân Quảng Ngãi bị mắc kẹt tại Đà Nẵng đăng ký về nơi cư trú. Vì số lượng người có thể thay đổi nên thủ tục đăng ký nguyện vọng hồi hương được linh hoạt hơn. Người dân được xếp vào hai nhóm, trong đó một nhóm là những công dân đã được xét nghiệm, cấp giấy xác nhận tình trạng y tế và nhóm còn lại là chưa đáp ứng đủ điều kiện trên. Trường hợp mà các người dân mà chưa kịp đăng ký hoặc là vì lý do gì đó hoặc là thiếu một số các thông tin giấy tờ thì trong quá trình đưa đón thì đội ngũ phục vụ sẽ cung cấp tờ khai y tế và sẽ tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên là với quan điểm là phục vụ người dân tận tình và tất cả người dân đều được đón nếu người dân có nhu cầu về trong cái hệ thống này. Trước khi lên xe, người dân đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế nộp cho cơ quan chức năng. Người dân mang tư trang rất gọn nhẹ và chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng dịch như là mang khẩu trang hay là giữ khoảng cách khi tiếp xúc, dưới sự hướng dẫn hỗ trợ của lực lượng đón và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại địa điểm đón. Người dân vừa mừng vừa lo khi được về quê sau thời gian gần một tháng mắc kẹt tại tâm dịch. Tôi đi ra tôi nuôi dâu đẻ, mà tôi đi ra là bữa 26, rồi là 27, tháng 7 là nhập viện, đó là con chúng sinh. Rồi từ đó tới nay tôi về tôi ở bấy trong nhà là người ta biết, miếng tái nghe. Nếu mà giờ đây là mấy ngày cái tim đây rồi, là coi như 2-3 đêm nay nó mừng quá, hay ngủ không nghỉ được. Nguyên đêm hôm muốn ngủ luôn. Đã ra đi làm mà không có công việc làm là do dịch bệnh là không có công việc làm. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhà cửa rồi mà bây giờ ở ngoài này cũng không làm, cũng không có tiền, không có cái gì. Chỗ mà được nhà nước hỗ trợ là cho đi về đó là rất là mừng. À, cũng cảm ơn có cấp chính quyền cũng đã hỗ trợ cho đi về. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, 29 xe vận tải khách đã lăn bánh đưa người dân Quảng Ngãi mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng hồi hương. Và sau đó, các công dân này sẽ phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày trước khi về với gia đình.